Nữ diễn viên Thu Hà Carey mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân một loạt hình ảnh hậu trường bình dị, đáng yêu trong món quà của cha. Có thể nói, những cảnh phim, tình tiết xoay quanh không gian ở quê của ông Nhân là mang tới sự dễ chịu, thoải mái nhất cho khán giả xem phim. Ở đây, ông Nhân sống cùng con trai út hiếu, có hàng xóm là bà Thản bán vàng mã và cô cháu gái Ninh loay lóc chóc đáng yêu. Bà Thản dành tình cảm đặc biệt cho ông Nhân, luôn quan tâm lo lắng cho ông nhưng vì đã ở tuổi xế chiều nên bà ngại ngùng, giấu giếm. Trong khi đó, cô cháu gái Ninh loe thì không ngần ngại thể hiện sự yêu mến dành cho anh hàng xóm hiếu. Từ việc tìm đủ mọi cách để ở gần Hiếu, luôn đồng hành anh trong mỗi phi vụ làm ăn, là người an ủi Hiếu mỗi khi buồn thì Ninh Loe cũng không ngần ngại ghen ra mặt khi Hiếu bị những cô nàng khác để ý. Ninh Loe luôn mơ một ngày mình và Hiếu có thể thành đôi, bà Thản và ông Nhân cũng thế. Có thể nói, nhưng phân cảnh bình dị, đáng yêu của bộ tứ ông Nhân, bà Thản, Hiếu, Ninh Loe luôn khiến khán giả nở nụ cười. Diễn xuất kỳ cựu, chắc tay của hai nghệ sĩ Võ Hoài Nam và Thanh Tú khiến người xem cảm nhận được tâm sự của ông bà ở tuổi xế chiều vẫn còn nặng lòng chuyện con cái, quên đi hạnh phúc riêng. Trong khi đó, hai diễn viên trẻ Thu Hà Carey và Duy Khánh lại cho thấy tương tác tự nhiên, diễn xuất chân thật, đầy sống động những tâm tư, tình cảm của tuổi trẻ đơn thuần, tràn ngập nhiệt huyết. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.